Sáng sớm 21 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban xác nhận chỉ huy quân sự hàng đầu của họ, Ibrahim Akin, đã thiệt mạng. Ngoài việc là một vấn đề chia rẽ các đảng phái, cuộc xung đột ở Ukraine còn làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị trong xã hội Mỹ. Bên cạnh đó, những cái giá ẩn của nó cũng mở rộng sang lĩnh vực địa chính trị. Venezuela đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Tổng thống Argentina Javier Milei vì đã giao một máy bay của Caracas bị tịch thu cho Mỹ. Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel và một nguồn tin an ninh tại Liban cho biết ông Ibrahim Akin đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut hôm 20 tháng 9. Quân đội Israel mô tả ông Akin là chỉ huy tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Rawan thuộc Hezbollah và cho biết họ cũng đã tiêu diệt khoảng 10 chỉ huy khác của Hezbollah. Bộ Y tế Liban thông tin ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích và số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi các đội cứu hộ làm việc suốt đêm. Theo báo USA Today, Ibrahim Akin là nhân vật bị Mỹ truy nã vì vai trò của người này trong các vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ và một doanh trại thủy quân lục chiến năm 1983, khiến tổng cộng 300 người Mỹ thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 7 triệu đô la Mỹ cho ai có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ Akin. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định Akin còn được gọi là Tassin, là thành viên cơ quan quân sự cao nhất của nhóm Hezbollah, Hội đồng Jihad. Vào những năm 1980, khi các phe phái khác nhau tranh giành quyền kiểm soát Liban và một đội thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai đến làm lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông Akin lúc đó là nhân vật hàng đầu trong tổ chức Thánh chiến Hồi giáo của Hezbollah. Nhóm này nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Beirut vào tháng 4 năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng, và doanh trại thủy quân lục chiến vào tháng 10 năm đó, khiến 241 người Mỹ thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Akin cũng giám sát các vụ bắt cóc con tin người Mỹ và Đức ở Liban. Bộ này gọi Akin là kẻ khủng bố toàn cầu, được chỉ định đặc biệt vào năm 2019. Quân đội Israel cho biết ông Akin là người đứng đầu nhiều chiến dịch của Hezbollah kể từ năm 2004 và chịu trách nhiệm cho một kế hoạch tấn công miền Bắc Israel, tương tự như cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cái chết của chỉ huy quân sự này diễn ra vào thời điểm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm khiến hơn 30 người chết cùng hàng nghìn người bị thương trên khắp Liban tuần này. Vụ ám sát thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trong hơn 2 tháng liên quan đến một tay súng trước đó tuyên bố sẵn sàng chiến đấu và chết vì Ukraine. Điều này cho thấy xung đột không chỉ ảnh hưởng đến chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn tác động đến hệ thống xã hội của nước này. Ngoài việc là một vấn đề chia rẽ các đảng phái ở Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine còn làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị trong xã hội. Theo một cuộc khảo sát, 66% thành viên Đảng Cộng Hòa muốn Washington khuyến khích Kiev đàm phán với Moscow, trong khi phần lớn Đảng Dân Chủ, 62%, tán thành việc ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể. Sự chia rẽ đảng phái trong chính sách đối ngoại thậm chí còn lan rộng đến nhận thức về việc quốc gia nào là đối thủ chính của Mỹ. Theo đó, Đảng Cộng Hòa quan tâm nhất đến Trung Quốc, trong khi Đảng Dân Chủ lo ngại nhiều hơn về Nga. Là một phần trong chiến lược của Tổng thống Joe Biden nhằm làm suy yếu Nga ở Ukraine, Washington đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho nỗ lực chiến đấu của Kiev trước các lực lượng của Moscow, với việc Quốc hội phê duyệt gần 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và phi quốc phòng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ không thể đảo chiều xung đột khi Nga vẫn đạt được những bước tiến chậm mà chắc trong các thành quả về lãnh thổ ở phía đông Ukraine. Một lý do chính là ngoài vũ khí và tài chính, Ukraine cần thêm tân binh để bổ sung cho lực lượng đã kiệt quệ và suy yếu của mình. Tuy nhiên, ngay cả các hành động ép buộc nhập ngũ khắc nghiệt vẫn không thể bù đắp được tình trạng thiếu hụt quân sự ngày càng cấp bách của nước này. Trong khi đó, cuộc xung đột đã phơi bày một số điểm yếu của quân đội phương Tây, bao gồm việc năng lực công nghiệp của Mỹ không đủ để bổ sung số vũ khí và đạn dược quan trọng cạn kiệt khi cung cấp cho Ukraine. Cuộc xung đột cũng ẩn chứa những cái giá nhất định, trong đó có tình trạng lạm phát trong nước. Một cuộc khảo sát cho thấy 49% người dân Mỹ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine để chi phí của các hộ gia đình Mỹ không tăng thêm nữa.
đồng đô la Mỹ, vốn đang đối mặt với sự xói mòn âm thầm trước cuộc xung đột ở Ukraine, hiện đang đối mặt với thách thức lớn hơn trong sự chi phối toàn cầu để phản ứng trước việc phương Tây vũ khí hóa tài chính và tịch thu các khoản thu của Nga từ các tài sản ngân hàng trung ương bị đóng băng. Khi các quốc gia tìm ra giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ, đồng tiền này bắt đầu mất đi một số ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là trên thị trường dầu mỏ. Trong khi đó, như một chiến lược phòng ngừa rủi ro, các ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kazakhstan và Đông Âu đã tăng cường mua vàng. Việc tích trữ như vậy cùng với sự bất ổn địa chính trị lớn hơn đã góp phần đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục. Theo các nhà quan sát, những cái giá ẩn của cuộc xung đột Ukraine cũng mở rộng sang lĩnh vực địa chính trị, đặc biệt là cản trở khả năng của Mỹ trong việc ứng phó với thách thức lớn hơn từ Trung Quốc. Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, Trung Quốc gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga đối với các lợi ích của phương Tây và trật tự do Mỹ lãnh đạo. Trong khi các kế hoạch của Nga phần lớn chỉ giới hạn ở khu vực lân cận, thì Trung Quốc đang tìm cách thay thế Mỹ để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Họ cũng có phương tiện, nền kinh tế Trung Quốc giống như dân số của họ, lớn hơn Nga khoảng 10 lần và Trung Quốc chi tiêu cho quân đội gấp 4 lần Nga. Hơn nữa, theo The Hill, Trung Quốc hiện đang tăng cường năng lực quân sự, mở rộng lực lượng thông thường nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ Thế chiến thứ hai. Các nhà quan sát cũng cho rằng Mỹ đang không dành đủ sự chú ý và nguồn lực để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và tiếp tục vô tình củng cố ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh, đặc biệt là thông qua việc lạm dụng các lệnh trừng phạt với nhiều quốc gia. Với nguồn lực quân sự bị kéo căng do can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, một số nhà quan sát cho rằng Mỹ cần cân bằng thực tế hơn các mục tiêu địa chính trị quan trọng của mình vào thời điểm mà phần lớn người Mỹ tin rằng sức mạnh quốc gia đang suy yếu trên trường quốc tế. Mỹ phải đối mặt với thực tế rằng bất chấp sự hỗ trợ đáng kể của phương Tây, Ukraine vẫn khó có thể đẩy Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm được ở phía đông và phía nam Ukraine. Việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong nước Nga bằng dữ liệu định vị và công nghệ khác của Mỹ sẽ chỉ gây ra nguy cơ xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Về cơ bản, một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine sẽ không có lợi cho Mỹ, nhưng để chấm dứt xung đột, đòi hỏi phải có đối thoại và ngoại giao, điều đang hạn chế giữa Washington và Moscow. Venezuela đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Tổng thống Argentina Javier Milei vì đã giao một máy bay của Caracas bị tịch thu cho Mỹ. Tranh chấp Venezuela-Argentina, hai quốc gia Nam Mỹ, xoay quanh chiếc máy bay Boeing 747-300FM của MJ Cargo, ban đầu được mua từ Mahan Air, hãng hàng không tư nhân Iran có trụ sở tại Tehran. Vào tháng 8 năm 2022, chính quyền Argentina đã tịch thu máy bay này theo yêu cầu của Mỹ. Trước đó, Washington đã đưa Mahan Air vào danh sách đen như một phần của các lệnh trừng phạt được áp đặt nhằm vào Iran. Venezuela từ lâu đã phản đối việc tịch thu máy bay, lập luận rằng Argentina đã vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu Buenos Aires bồi thường. Vào tháng 3 năm 2024, Caracas đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến và đi từ Argentina. Khi công bố cuộc điều tra hình sự đối với Tổng thống Argentina vào ngày 18 tháng 9, Tổng công tố Venezuela Tarek Saab cho biết ông đã chỉ định hai công tố viên để xử lý lệnh bắt giữ Tổng thống Milei. Chị gái của ông là bà Carina Milei, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Argentina và Bộ trưởng Bộ An ninh Argentina Patricia Bullrich. Ông Tarek Saab nói thêm rằng hành động của giới lãnh đạo Argentina cấu thành 7 tội danh khác nhau theo luật pháp Venezuela, trong đó bao gồm tội danh trộm cắp nghiêm trọng và rửa tiền. Theo ông Saab, một tòa án có thẩm quyền tại Venezuela sẽ sớm ra phán quyết về lệnh bắt giữ. Năm 2024, máy bay bị tịch thu của Venezuela đã được chuyển bất hợp pháp sang Mỹ. Tại đây, nó bị tháo dỡ hoàn toàn. Điều này khiến quốc gia Venezuela phẫn nộ, ông Saab nói. Bộ Ngoại giao Argentina đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ các lệnh bắt giữ. Bộ này lập luận rằng việc bàn giao máy bay đã được hệ thống tòa án của Argentina xóa bỏ theo một hiệp ước song phương với Washington. Ông Javier Milei đã trở thành Tổng thống Argentina vào năm 2023. Tân Tổng thống Argentina cam kết sẽ tăng cường liên minh chiến lược với Mỹ. Gần đây, ông Milei đã yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người mà ông mô tả là kẻ độc tài và bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Trong khi đó, Tổng thống Venezuela tái đắc cử Maduro đã gọi ông Milei là kẻ cực đoan cánh hữu và cáo buộc ông quỳ gối trước Mỹ. Trước đó, Mỹ đã tịch thu một chiếc máy bay do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng với lý do máy bay vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Caracas. Mỹ đã từ chối công nhận chiến thắng của ông Maduro trong hai cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela gần đây nhất.